Hmm, gute Frage. Nó có nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu mà mình cho phép người khác làm cái gì đó. Zum Beispiel, ich lasse meine Kinder fernsehen. Có nghĩa là tôi cho phép các con xem TV. Trường hợp thứ hai là nếu mà mình để cho người khác làm cái gì hộ cho mình. Zum Beispiel, ich lasse mein Auto reparieren. Có nghĩa rằng là người khác sẽ sửa cái xe ô tô cho mình. Chú ý hai cái phần đó đều đi cùng infinitive nhé, động từ nguyên. Và trường hợp thứ ba là nếu mà mình muốn để lại cái gì đó, zum Beispiel, ich lasse meinen Schlüssel zu Hause. Có nghĩa là tôi để lại cái chìa khóa ở nhà, tại vì người khác mang theo cái chìa khóa rồi, hay gì đó. Ok, nhưng mà chú ý trường hợp này thì là không có infinitive, alles klar, bis später.